Đỗ Thuận bị bắt là Huỳnh Minh Nhật, tự Nhật Chọn, sinh năm 1983, ngụ khóm 2 phường 4, tạm trú tại khóm 8 phường 5 thành phố Cà Mau. Tang vật thu được trong người của Nhật gồm một túi ni lông, bên trong có chứa 35 viên nén màu hồng, 50 bịch ni lông có chứa tinh thể màu nâu trắng, cùng số tiền 13 triệu 500 ngàn đồng. Huỳnh Minh Nhật khai nhận số tang vật trên là thuốc lắc và ma túy đá. Tiến hành khám xét nơi ở của Nhật, lực lượng phát hiện rất nhiều túi ni lông nhỏ thường dùng để chứa ma túy, cùng số tiền 85 triệu đồng. Trước cửa nhà Huỳnh Minh Nhật còn lắp đặt nhiều camera quan sát. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.